Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, những người nào đó đang xem video này và các fan hâm mộ của Minh đã theo dõi Minh trong suốt thời gian qua nha. Thì ngày hôm nay Minh sẽ tiếp nối cái câu chuyện mà bữa trước là Minh có kể cho tất cả mọi người nghe về cái chuyện mà em và ông xã của em á sanh có được một đứa con và nó khó khăn gian nan như thế nào. Thì trong hai cái clip video đó em có kể về cái quá trình là trước khi em có bầu đứa con em á, thì em đã bị sảy thai 2 lần, và một cái video sau nữa là em kể về cái quá trình là em sảy thai lần thứ hai và các cách em dưỡng thai như thế nào á. Thì bữa đó em chỉ là kể cái câu chuyện thôi. Thì ngày hôm có nhiều người họ comment, họ hỏi là sau khi em bị sảy thai như vậy thì em có cái cách dưỡng thai như thế nào. Thì ngày hôm nay em sẽ làm video nói về cụ thể về cái quá trình mà em dưỡng thai, và em có được một nhóc tỳ dễ thương như thế nào nha mọi người. Thì nếu như ai mà vẫn chưa có xem cái câu chuyện đó thì các bạn có thể bấm vào cái trang cá nhân, cái kênh YouTube của mình và kéo xuống tìm lại hai cái video đó và xem giùm mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ ngắn gọn, mình sẽ chỉ cái cách là làm như thế nào để dưỡng thai lại cho nó an toàn và nó tốt cho khi mà thai nhi mà mình muốn dưỡng lại á. Có những người họ họ có con và họ nghe được những cái trường hợp giống như mình gì đó, họ cũng muốn biết để có thể là có những cái kinh nghiệm cho bản thân mình khi mà mình có được một sức khỏe tốt và có được một đứa con thì phải làm như thế nào. Thì lúc mà khi mà mình sảy thai á, thì lúc đó là mình bắt đầu mình cử ông xã mình hai cái lần đầu á, là mình quá ỷ y cho nên á, mình có bầu lại lần thứ hai thì mình đã bị sảy thêm một lần nữa là do mình quá ỷ y. Và sau cái lần thứ hai đó thì mình mới biết được là không nên ỷ y bởi sức khỏe của mình, vì khi mà sức khỏe của các bạn không có đủ khỏe, không có đủ mạnh thì khi cái lần thứ hai các bạn mang thai lại á, thì cái sức đề kháng của mình nó không đủ để nó nuôi cái tế bào thai của mình. Và khi mà mình sảy thai lần thứ hai thì mình đi tìm, mình đọc những cái bài báo ở trên trên mạng và những cái bài viết của bác sĩ, rồi những cái bài mà tư vấn về về khoa sản, rồi những cái bài nói về lý do tại sao mà cái người phụ nữ dễ bị sảy thai và những trường hợp nào là dẫn đến cái những chuyện sảy thai như vậy. Thì mình biết ra được một bài học, đó là do cái nguồn gốc từ cái bản thân của mình. Khi mà cái cơ thể của mình nó không đủ tốt, giống như mà một miếng đất mà các bạn không có đủ phân bón và nó còi cọc quá, thì khi mà mình gieo hạt mầm lên đó thì nó cũng sẽ èo uột cái hạt mầm của mình. Cho nên á, mình hiểu được điều đó và mình coi được những cái bài thuốc á các bạn, thì mình thấy được á, là cái mình phân biệt như thế này, nó có hai loại thuốc. Thì một á, là loại thuốc bắc dành cho cái những người mẹ mà theo kiểu mình nuôi cái tế bào từ bên trong và chậm chậm, giống như mình chăm chút, mình tưới phân, mình bón phân từ từ vậy đó. Và hai á, là uống thuốc tây là để cho cái cơ thể mình nó phục hồi nhanh hơn. Thì mình biết được á, là khi mà cái thuốc tây á, là nó là giống như là nó chữa cấp tốc thôi, nó chữa cái giống như là hỏa hoạn mà là nước dập tắt ngay tại chỗ thôi. Nhưng mà còn về lâu dài á, thì nó lại không có tốt. Còn đối với thuốc bắc á, thì nó giúp cho mình á, là phục hồi từ tế bào bên trong và cái nó phục hồi từ từ, và khi mà nó kêu bằng nó tiêu diệt tận gốc. Cho nên nó khi mà lúc đó mình kết hợp giữa hai cái thuốc tây và thuốc bắc luôn các bạn, thì mình chọn cái cách đó là mình đi bắt thuốc bắc uống tổng cộng là 7 thang rồi xong rồi á. Trong 7 thang đó mình bắt thuốc bắc xong rồi mình đi khám bác sĩ của Tây y nữa, thì đi khám bác sĩ và uống thuốc tây nữa, uống thuốc tây kèm với thuốc bắc luôn các bạn. Ví dụ như mình uống thuốc tây 2 tiếng đồng hồ sau và 3 tiếng đồng hồ sau là mình uống thuốc bắc, thì mình đi bắt mạch hút thuốc thì người ta bắt mạch cho mình, thì người ta khám cho mình và người ta biết được cái mạch tượng mình như thế nào và mình bị cái gì, thì họ sẽ bốc thuốc cho mình uống.
Rồi trong cái năm cái thang thuốc đó thì các bạn xen xen cả, các bạn uống vừa thuốc Tây và vừa thuốc Bắc luôn. Thì mình uống như vậy và lúc đó mình có bổ sung thêm vitamin E. Các bạn biết khi mà cái người phụ nữ mình mà cái mình muốn được cái cơ thể mình khỏe mạnh và cái bào thai mình tốt á, thì các bạn cần nhiều cái vitamin E và vitamin D. Tại vì á, khi mà cái người của mình á thì cần phải có sự vitamin D là xương á các bạn. Tại vì cái bầu thai nó muốn hình thành nên á, thì nó hút cái tế bào tủy của người mẹ mình rất nhiều. Và nếu như các bạn có nghe được những cái bài kinh kệ hoặc những cái người lớn họ nói lại với mình á, là về cái câu chuyện á, là sẵn đây mình kể cho các bạn nghe luôn, là Phật dạy á, là Phật nói với một người đệ tử của Phật á, là nguyên một cái đống xương như vậy á, thì con có thể lựa ra được xương nào là xương đàn ông và xương nào là xương đàn bà hay không? Thì cái người đệ tử của Phật mới nói là con không biết là xương nào là xương của đàn ông và xương nào là xương của đàn bà, vì khi hiện tiền sống trên thế gian thì mình còn phân biệt được qua cái ánh mắt, qua cái hình thể, nhưng mà đã thành tro bụi, thành thành bộ xương khô thì không thể nào lựa ra được hết. Và những cái người đàn ông, những cái người đệ tử đó họ không lựa được những cái bộ xương đàn ông và như đàn bà như thế nào. Thì Phật mới dạy là Phật nói là xương đàn ông thì trắng như tinh, còn xương đàn bà thì đen như than. Đó thì cái người cái đệ tử của Phật mới hỏi là lý do tại sao lại là xương đàn bà lại đen mà xương đàn ông lại trắng. Thì Phật mới nói là khi mà người đàn bà sanh nở á, thì máu huyết ra nhiều nè, và phải dùng cái tế bào của mình, phải dùng cái tủy của mình để nuôi tế bào. Đó thì khi mình nghe được cái bài kinh đó thì mình hiểu được là cái người của mình á, là khi mà mình nuôi một cái đứa tế bào á, không phải là khi mà mình ăn vào để mình cung cấp cho tế bào và cung cấp cho đứa con của mình, nó còn nằm ở cái chỗ là đứa bé nó gắn liền với cái xương của mình và gắn liền tới cái mạch máu của mình, và nó hút, nó lấy những cái chất trong người của mình, chứ không phải là từ những cái chất mà các bạn ăn từ bên ngoài đi vào. Đó là theo là mình biết được như vậy, và mình có tìm hiểu theo những cái bài viết của những cái bác sĩ nữa, cũng như là những cái bài mà họ phân tích về 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 cái cơ cấu của cái người đàn bà khi mà họ mang thai như thế nào. Thì mình hiểu được là không phải là các bạn mang bầu, các bạn ăn đồ ăn đi vào là cái những cái dưỡng chất đó nó sẽ hấp thu qua cho con mình, hoàn toàn không có các bạn. Đứa bé nó hấp thu từ trong cái xương của mình khi mà các bạn chưa có ăn cái gì vào nữa kìa. Tại vì khi các bạn ăn đồ ăn nó vào thì các bạn cũng phải chuyển hóa cái chất đó thành một cái chất dinh dưỡng nằm trong cơ thể của mình, thì em bé mới hút từ cái chất dinh dưỡng trong cơ thể của mình ra cái tế bào, đúng không mọi người? Thì cái đó là mình nghe từ nghe được rất nhiều cái khía cạnh và mình góp lại được một cái ý kiến cuối cùng cho mình. Và sau cái lúc lần thứ hai mà mình bị sảy thai đó, thì mình cảm nhận được trong cơ thể của mình rất là yếu. Và lúc đó mình có nghe những người lớn họ nói là một con sảy bằng bảy con lành đó. Thì mình nghe như vậy á, mà mình cũng ỷ y lắm các bạn, mình sợ, thật sự là mình cũng sợ, mình cũng bịt khẩu trang rồi mình cũng chùm kín mít hết trơn. Cái bữa đó có người, cái mấy bà dì bà mới nói là mày mày sảy thai mày là làm như mày mày đi đẻ vậy. Cái mình thấy mình cũng kỳ, nhưng mà thật sự mình cũng khó chịu các bạn. Nếu như khi các bạn sanh con đó, thì các bạn yếu ớt, các bạn phải gán thôi, chứ còn theo kiểu mà các bạn không có bị gì chứ mà cơ thể mình cũng cũng thấy ok đó, thì các bạn chùm gì các bạn rất là khó chịu. Thì mình chùm giỏi lắm được tuần lễ các bạn thì mình bỏ ra, và lần sau thì mình có bầu lại thì bắt đầu mình cảm nhận, mình sảy thai lần thứ hai mình cảm nhận được cơ thể mình yếu rõ luôn các bạn. Các bạn biết không, khi mà các bạn sảy thai á và cái cơ thể của các bạn nó bị kêu bằng mất cái chất dinh dưỡng. Có nhiều người họ nói là sảy thai giống như là có kinh bình thường thôi, các bạn hoàn toàn sai lầm. Nó không giống như có kinh bình thường các bạn. Khi mà cái tế bào đó nó bám vào cái thành tử cung mình và nó liên kết đến mạch máu của mình và liên kết đến những cái tủy sống của mình, thì nó sẽ khác với cái chuyện là các bạn có kinh đó. Cái khi mà cái mình có lần hai đó đó, lần hai mà mình xảy vậy, mình nói cho các bạn nghe một hình một cái tình huống và một cái biểu hiện trong cái cơ thể của mình là như thế này.
là khi các bạn biết cái tử cung của mình đó, và cái cửa mình của mình đó các bạn, lúc mà mình đứng bình thường đúng không, lúc mình đứng thì các bạn cảm thấy rất là bình thường, nhưng mà khi mà các bạn ngồi đi, ví dụ như khi cơ thể các bạn khỏe mạnh bình thường, khi các bạn ngồi các bạn sẽ cảm giác cái cửa mình của mình đó, nó rất bình thường, nó không có gì đúng không. Nhưng mà khi các bạn mà bị sảy thai rồi mà các bạn không chú ý và các bạn không quan tâm đến sức khỏe của mình, các bạn sẽ thấy được một điều này là lúc đó mình ngồi xuống các bạn, mình ngồi xuống là mình cảm giác giống như là cái tử cung của mình á, cái phần cửa mình của mình nó xà xuống các bạn. Mình cảm giác nó xà xuống và khi mình ngồi các bạn, giống như khi mình ngồi vậy cái nó độn lên các bạn. Nó độn lên vậy đó các bạn. Nó độn lên. Giống như là các bạn mỗi bữa mình cảm giác là nó nằm ở trên này đi, nhưng mà tự nhiên sau bữa nay mình ngồi xuống cái nó thòng xuống tới dưới này nè, cái khi mình ngồi xuống cái nó độn ngược lên trên thì các bạn, độn mình cảm giác là nó độn ngược lên luôn các bạn. Cái mình mới hiểu được là mình ấy, thì ra là sức khỏe mình yếu đến mức như vậy. Và khi những người họ lại họ thăm mình đó, thì họ thấy mình rất là xanh xao, xanh đến mức là họ nói tao thấy mày không còn một miếng máu trong người mày luôn á, tao nhìn mày như một tàu lá chuối non. Cái mình mới hiểu mà lúc đó là thực sự mình yếu các bạn, mình đi hai cái giò mình rung hai cái giò, mà lúc là mình sảy thai lần hai á, là mình đi hai cái giò mình rung rung thấy rõ luôn các bạn, đi rung rung gì nè, đi giống như bà già vậy, hai cái giò rung rung gì các bạn không đi được. Là lúc đó mình hiểu được là lần thứ hai đó là mình cố gắng mình giữ cái bào thai đó dữ lắm, mình đi khám bác sĩ, mình uống thuốc rất nhiều, nhưng mà bào thai đấy vẫn không giữ được, nó cứ ra huyết hoài à. Và tối cuối cùng mình phải dùng dùng cái biện pháp là cho cái thai ra ngoài, đặt thuốc để cho thai ra ngoài. Nhưng mà các bạn biết nó yếu đến mức mà mình không đặt thuốc mà nó vẫn ra, các bạn tin không? Và mình dự định là mình sẽ ngày hôm nay ngày mai mình sẽ đi đặt thuốc để cho nó ra, tại vì bác sĩ nói là bào thai thai đã thai lưu rồi, nếu như con không có đặt cho nó ra thì nó sẽ dính vào thành tử cung con luôn, và khi mà nó dính vào thành tử cung và nó khô và ở trong thành tử cung luôn thì bắt buộc phải nạo. Mà các bạn biết cái việc nạo thai nó sẽ ảnh hưởng đến cái thành tử cung mình mỏng đi và ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà các bạn có con nữa. Cho nên mình sợ điều đó, mình rất là sợ. Nhưng mà đến khi mà mình về nhà các bạn, mình đi từ cái đoạn đường từ ở chỗ đó đi về nhà các bạn, thì tới khi mình về nhà cái tự nhiên sao cái tử cung của mình nó co thắt rất nhiều. Nếu như ai mà sanh đẻ rồi họ sẽ biết được cảm giác co thắt tử cung, là cái tử cung của mình co thắt rất nhiều và rất mạnh luôn các bạn. Co thắt đến mức mà nó ra luôn các bạn, nó ra luôn nguyên một cái những cái bằng cái túi nhau quá mà mình cầm lên mình thấy được những cái túi nhau đó luôn. Và lúc đó mình cũng khóc, tại vì là mình trân trọng nó, mình muốn nó ở lại với mình nhưng mà nó không ở lại với mình, và cuối cùng mình phải xa lìa cái đứa con mà mình mơ ước là mình sẽ có được, tại vì lần này mình có được là mình rất là trân trọng, mình muốn giữ lại nó, nhưng mình vượt bất đồng tâm, cơ thể của mình nó không có đủ khỏe mạnh để nuôi cái bào thai đó. Thì cái lần mà mình có được Henry á, là mình đi uống thuốc Tây, thuốc Bắc và cầu khẩn ông bà cha mẹ, rồi cầu khẩn trời Phật, rồi nói chung là con cầu con khẩn đó các bạn. Rồi xong rồi cái bắt đầu mình mới uống thuốc Bắc nè, uống thuốc Tây nè, uống kèm vitamin E và kèm vitamin B vô đó. Khi mà bác sĩ cho thuốc uống thì mình bỏ vitamin E và vitamin D uống chung với cái đó. Sau đó khi mình uống như vậy rồi mình cũng kết hợp với những cái tác động từ bên ngoài nữa, thì lúc mà là trong cái thời gian mà mình vừa bị sảy á, thì mình kêu mẹ mình mua cái đồ mà hơ cửa mình đó các bạn. Mà các bạn có thể đi đến những cái tiệm thuốc Tây hoặc là những tiệm thuốc Bắc, họ mà thường những cái đồ mà hơ cửa mình đó là nó bán trong tiệm thuốc Bắc các bạn. Các bạn đi mua cái loại đó, nó giống như bạch phiến lòng não vậy đó, chứ không phải bạch phiến lòng não nha các bạn. Các bạn đừng hiểu lầm là bạch phiến lòng não nha. Cái mùi của nó gần gần như là bạch phiến lòng não vậy, nhưng mà nó không phải là bạch phiến lòng não, mà cái loại đó là của tiệm thuốc Bắc họ bán cho mình để mình hơ của mình. Là khi các bạn nấu một cái ấm nước nóng, các bạn đổ vào cái bô, xong rồi các bạn bỏ cái bịch đó vào, xong các bạn ngồi lên, các bạn ngồi lên, ví dụ như lúc đầu các bạn ngồi lên các bạn không có ngồi sát được, tại vì nước nó quá nóng thì mình không ngồi sát được, các bạn có thể ngồi hở hở lên chút xíu như vậy. Đến khi nào các bạn thấy cái nước mà nó đủ để mình có thể mà mình chịu nổi, cái sức của mình có thể chịu nổi, thì mình ngồi sát vô để cho cái hơi nó
nó hút ngược lên cái người của mình, và nó làm cho cái cửa mình thu nhỏ lại, và nó rút cái tử cung mình lên, giống như là lúc đó giống như là cái cửa mình của mình nó bị xà xuống rồi đó. Thì bây giờ mình hơi để cho nó rút lên, thì nó cũng gần giống như là các bạn đi sanh vậy đó, nó giống như vậy đó các bạn. Mình cảm giác nó không khác gì khi mà mình sanh handy hết. Thì mình hơi cái đó bạn, mình hơi cái đó để cho nó rút ngược cái cửa mình của mình lên, tại vì mình cảm giác khi mình ngồi xuống cái nệm là mình cảm giác nó độn ngược cái người mình lên. Nếu như ai mà có gia đình hay là có người quen hay là có một cái căn bệnh gọi là lọt đơm thì các bạn sẽ biết được những người cái người lọt đơm này như thế nào, là theo kiểu là cái cửa mình của họ nó sát ngay cái chỗ mà cái tử cung của họ sát ở ở cái cửa mình luôn á, là khi họ ngồi xuống là nó có thể lòi ra ngoài luôn á. Đó là cái kiểu là giống như vậy đó các bạn. Cho nên á, khi lúc đó là mình hơ hơ cửa mình nữa, hơ cửa mình và mình uống thuốc rồi rồi mình hơ than nữa các bạn, mình hơ hơ than nữa nha các bạn, và mình xông nữa. Lúc đó là mình hơ than, hơ những cái bắp tay nè các bạn, hơ bắp tay rồi hơ nách rồi hơ ngực rồi hơ mặt, tại vì lúc đó là mình cũng giống như là mình bị sanh vậy đó, tại vì cái tử cung mình co thắt và cái hóc môn mình thay đổi thì nó sẽ cũng gần như là các bạn sanh vậy đó, cho nên những cái tuyến tế bào của mình nó sẽ làm việc giống như là cái người đàn bà sanh, và cái mặt của bạn nó sẽ xệ xuống, nó chảy xuống. Cho nên khi mà mình là người phụ nữ mình sợ xấu, mà các bạn biết không, những người mà họ bị sảy thai nhiều lần và họ không biết dưỡng á, thì các bạn sẽ thấy cái người người ta cái mặt người ta rất là bủng, người ta bủng bủng ghê lắm. Bây giờ mình là ok rồi, nó không có bị bủng, nhưng mà có những người họ bủng giống như cái tay mà các bạn đánh bập 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 là nó bủng như vậy đó. Thì lúc đó là mình hơ lấy một cái mẻ như thế này, một cái miếng dừa, cái trái dừa mình ăn á, xong cái mình chặt nó làm hai á, thì ở trong nó có cái gáo dừa và ở ngoài nó có cái vỏ đó, thì mình lấy nguyên cái đó, cái mình bỏ than vô, cái mình cầm nguyên cái trái dừa đó mình hơ cái bắp tay này của mình nè, để cho nó đừng có bị bọt với các bạn. Rồi xong cái mình hơ cái mặt này của mình nè, để cho nó rút lại cho những cái tế bào này của mình đó, cái da mặt của mình nó se lại, và thứ hai nữa là cái nước cái trong người mình nó sẽ đi ra. Tại theo kiểu là người ta gọi là những cái người mà các bạn biết mà họ họ sanh xong rồi họ hôi cái mùi 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 đàn bà đẻ đó các bạn, nó hôi lắm, trong cơ thể họ cái mồ hôi của họ nó hôi cái mùi đó lắm, cho nên các bạn hơ hơi cho nó tiết ra những cái mồ hôi đó, nó cho nó rút ra hết, thì chừng nữa cái nọng này của mình nó sẽ bớt, chứ không thôi chừng nữa cái nọng mà đánh là bập 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 luôn á các bạn. Thì mình hơ cái mặt của mình ha, xong mình hơ cái bắp tay mình ha. Xong rồi các bạn biết không, khi mà những cái người đàn bà mà họ họ bị sảy thai á, mà họ không có biết giữ, không có biết hơ cửa mình, hơ người ngợm rồi đó, thì sẽ bị rất là hôi mùi đàn bà đẻ, thứ nhất. Thứ hai là hôi nách lắm các bạn. Nếu như mà các bạn lúc mà các bạn còn trẻ các bạn không bị ha, nhưng mà khi mà các bạn sanh rồi mà các bạn không có chịu hơ là nó hôi dữ lắm. Cho nên có lúc đó là mình sợ mình sẽ bị như vậy, cho nên mình hơ nhiều khi lúc mình còn trẻ mình không có hôi nhiều, nhưng mà sau khi sanh mình hôi thấy ghê luôn, là do mình không kỹ. Cho nên đó, lúc đó cái mẹ mình mỗi ngày làm cho mình một cái mẻ than gì đó, cái mình hơ hết cửa mình tay chân mặt mũi gì hơ hết, là sợ xấu là sợ hơ. Các bạn sẽ cảm nhận được, bạn sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi cái sức khỏe của mình trong một tuần lễ, các bạn sẽ thấy nó thay đổi cực kỳ rõ ràng luôn. Mình sẽ thấy con người mình khỏe lên rất nhiều luôn, và mình cảm nhận được trong cơ thể của mình luôn, cảm nhận được từng ngày luôn. Thì các bạn biết không, mình chỉ làm như vậy khoảng một tuần lễ thôi các bạn, những người họ lại chơi họ thăm mình đó, họ nói bữa nay họ thấy mình hồng hào hơn, môi của mình nó hồng hơn, rồi da mặt của mình nó có sắc hơn, và họ thấy cái tròng con mắt của mình nó tốt hơn. Chứ mỗi khi là tròng con mắt mình nó nhỏ lại và nó bơ phờ, nó rất là mệt mỏi, và cái da của mình nó xanh dữ lắm, và họ cảm giác như giống như là mình là một người bệnh bệnh kêu bệnh thập tử nhất sinh vậy đó, giống vậy đó. Cho nên cái có nhiều bạn hỏi là mình cái cách mình dưỡng lại khi mà mình có bầu em bé như thế nào, thì đối với Minh là một người tâm linh, cho nên Minh tin vào những cái điều mà mình không thấy. Có thể các bạn có cho là Minh là người dị đoan cũng được, nhưng mà
khi mà mình cần con các bạn, mình cần con là lúc đó mình cái gì kêu bằng minh, hay có kiểu là người bệnh hơn trị bệnh, thì lúc đó mình có đi 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 đến những cái người mà làm thầy á, mình xin phép của họ và mình xin bùa của họ, mình về mình uống. Và lúc đó về cái phần tâm linh đó, thì mình uống và mình cầu khẩn với những người đó là cầu cho lần này mình có thai có bầu á, nó sẽ thuận lợi hơn, và đừng cho đứa con mà khi mà mình bị sẩy á, nhiều khi đôi khi mình không phải là mình phá bỏ nó, nhưng mà đôi khi nó không có duyên với mình mà nó quyến luyến trần gian, nó có thể đeo bám mình hoài. Tại vì các bạn biết không, mình chứng kiến rất là nhiều người họ họ có con và họ bị sẩy thai, họ không muốn là họ không có muốn cái điều đó xảy ra, nhưng mà do là họ bị sẩy thai và đứa con nó họ theo họ hoài, họ hành họ các bạn. Cho nên mình sợ là khi mà đứa con là con ganh con lộn á, các bạn biết cái câu nói của người Việt Nam mình đó là con ganh con lộn. Nhiều khi khi mà các bạn sanh một đứa con ra mà cái đứa con đó nó không ra đời được thì nó sẽ ganh ghét với cái đứa mà nó có bầu, giống như mình có bầu và mình sanh nó ra, thì nó sẽ làm cho cái đứa bé kia nó èo uột, nó bệnh hoạn thế này thế kia gì đó. Cho nên mình không muốn như vậy mà mình xin phép của cái người thầy đó và uống vào để bảo vệ cái đứa con sắp tới của mình. Thì đối với mình là cái chuyện tâm linh thôi, còn nếu như các bạn tin hay không thì tùy các bạn. Và mình cũng đi cầu xin Đức Mẹ Quan Âm là phù hộ độ trì cho mình có được một cái đứa con mạnh khỏe bình an như thế này thế kia vậy đó. Thì hả, tới cuối cùng mình cũng được tội nguyện là lúc mà mình mang thai Henry thì cái thai nó rất là khỏe các bạn. Trước lúc đó thì mình hả, nhiều khi mình không dám đi đứng luôn các bạn, nhiều khi mình chỉ nằm mình dưỡng thai thôi, mà mình nói trời ơi, có bầu mà nằm dưỡng thai như thế này thì bao giờ 9 tháng 10 ngày, không lẽ mình nằm nằm từ đây tới 9 tháng 10 ngày hay sao? Cho nên hả, cái mình nói là cái lần mà có bầu Henry á, thì rất là may mắn là mình rất là khỏe mạnh, mình đi đứng bình thường, ăn uống sinh hoạt rất là tốt, và chỉ có là mình hạn chế làm mạnh làm nặng thôi, tại vì mình sợ là mình sẽ ảnh hưởng đến cái bào thai của mình, và mình biết được cơ thể mình rất là yếu, cho nên nó hả mình tránh làm nặng thôi các bạn. Chứ còn cái lần đó là mình có bầu Henry rất là tốt, rất là ok. Cho nên nó hả ngày những cái điều này mình chia sẻ với tất cả mọi người, có thể là các bạn cái ý của các bạn nó sẽ khác với mình, nhưng mà cái đây chỉ là một thông tin tham khảo mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người thôi, vì đó là cái quá trình mà mình giống như là mình kêu bằng đói ăn rau mà đau uống thuốc vậy đó các bạn. Là giống như là khi mà mình vấp ngã và mình bị sự cố rồi thì mình có những cái cách mình xử lý cái sự việc của mình như vậy đó. Thì mình cũng muốn đem lên đây chia sẻ với tất cả mọi người, nếu các bạn thấy những cái thông tin nào mình đó của mình đưa ra và nó phù hợp với hoàn cảnh của các bạn, và nó có các bạn có thể tin tưởng và các bạn thấy nó hay, thì các bạn có thể áp dụng vào cho cái việc là tìm con của mình. Nhưng mà mình thấy được thật sự là khi mà các bạn uống thuốc bắc các bạn, kết hợp với thuốc tây, và các bạn hơ hơ người của mình á, để cho cái người của mình nó khỏe hơn. Tại vì những cái người của mình mà khi mà mình bị sảy thai á, là những cái lỗ chân lông của này của mình nó hở ra và nó làm cho gió vào người mình làm cho mình lạnh lạnh cái người của mình. Và thứ hai nữa là khi mà cơ thể của bạn lạnh thì các bạn sẽ không có thể mang thai được, tại vì cái người các bạn phải khỏe và ấm các bạn, giống như các bạn ấp trứng vậy đó. Khi mà mình ấp trứng thì cơ thể của mình phải nóng và ấm. Và cái điều này các bạn đừng có cười khi mà các bạn xem cái đoạn này, thì cái điều này mình đọc được từ cái thông tin của một bác sĩ, họ nói là họ dựa vào một cái điều là như thế này, là họ nói là khi mà cái người phụ nữ mà trong cái giai đoạn mà trứng rụng thì cơ thể của họ nóng hơn và ấm hơn bình thường. Đó là cái thông tin của một bác sĩ họ nghiên cứu về sinh sinh sản đó các bạn. Thì mình đọc được cái bài báo đó thì mình hiểu được là ồ, thì ra là cái cơ thể mà cái người phụ nữ mà trong thời gian rụng trứng á, để mang thai đó, tất nhiên là cái thời gian đó là thời gian ấp trứng đó các bạn, giống như con gà nó ấp trứng để nở con đó, thì cái thời gian cái da của mình nó phải ấm, và khi mà mình bị sảy thai á, mình cảm giác được cơ thể của mình nó bị lạnh các bạn. Cho nên á, cái điều này là mình nói ra cho các bạn nghe để các bạn hiểu. Khi các bạn uống thuốc bắc là trong cơ thể của bạn nó sẽ ấm dần lên, các bạn sẽ cảm nhận cái sự ấm dần lên từng ngày trong cơ thể của mình luôn.
Và nếu như mà những cái thông tin ngày hôm nay mà mình chia sẻ mà các bạn cảm thấy hay hữu ích thì các bạn đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Nhớ đừng quên ủng hộ kênh cho mình nha. Nếu các bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy chia sẻ với cái trang cá nhân của mình. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye.